Vậy tôi xin được bà Maria dòng đời.
chưa bao giờ chúng ta nghe thấy ai bảo rằng
cầu nguyện như thế là đủ rồi, cầu nguyện như thế là tốt rồi, cầu nguyện như thế là thừa rồi, hay là có ai bảo cầu nguyện như thế là chưa được, cầu nguyện như thế là còn thiếu? Không nghe thấy một cái phản ứng nào từ người quá cố cho những người còn sống. Thế thưa anh chị em, vậy làm sao mà người ta cứ cầu nguyện? Có người mà người trong gia đình mất, thỉnh thoảng lại xin lên, thế bảo chả biết bao nhiêu cho vừa. Thế thì thưa anh chị em, chả nhẽ chúng ta lại cứ làm một cái việc hồ đồ hay sao? Hôm nay trong cái lễ cầu nguyện cho ông cố Francisco thì tôi chuẩn ba bài sách thánh để cho chúng ta nhìn vào đấy mà suy niệm. Nếu không có sách thánh thì chúng ta suy niệm bằng cái gì? Chúng ta biết xin bằng nào cho đủ, xin bằng nào là tốt, xin bằng nào là không tốt? Ở trong bài sách thánh thứ nhất thì sách Khôn Ngoan khẳng định linh hồn người công chính thì ở trong tay Thiên Chúa. Thế thưa anh chị em, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, thế thì người nào được gọi là công chính? Dĩ nhiên chúng ta thấy khó lắm. Ông Thánh Hosea thì gọi là người công chính, vua David thì cũng được gọi là công chính, một số nhân vật được gọi là công chính. Còn chúng ta thì thế nào là công chính? Chúng ta phải suy nghĩ rằng đó là những người sống tốt đẹp, sống tốt đẹp, tuân giữ lệ luật của Chúa, cố gắng tuân giữ lệ luật của Chúa, ít nhất là giả những cái phạm tội nhiều thì cũng thay vào đó là nhiều lần xưng tội cho nó đến nơi đến chốn, thì là những người công chính, luôn luôn sám hối, luôn luôn muốn thay đổi con người, cái cách sống của mình, cái nghĩ của mình, luôn luôn muốn bắt đầu cái cuộc sống của mình mỗi ngày để mà làm những cái điều đẹp lòng Chúa và chỉ đẹp lòng Chúa mà thôi. Thì chúng ta hiểu như thế là người công chính, không khác với những người lông côn, khác với những người khô khan, khác với những người tội lỗi mà chẳng chịu ăn năn. Công chính, thưa anh chị em, tôi chứng kiến có một vụ như thế này, thì không biết cái ông này sau này có thương thế nào chứ mà ông không gọi là công chính được. Tức là ban đầu ông cũng làm một thành viên trong ban hành giáo suốt bao nhiêu năm. Thế nhưng rồi thì đến một lúc về cuối đời ông lại mất mạng với cả cha xứ, và cha xứ thì rất hiền lành, mất mạng với cả cha xứ và mất mạng với ban hành giáo. Ông coi như là quả đạo luôn. Thế nên khi giờ sau hết ông ốm đau bệnh tật nằm ở trên giường bệnh, con bảo con cháu đến bảo là khuyên là để chúng con sang tìm cha xứ sang để sức giàu cho ông. Ông bảo không, không sức giàu, không sức giàu gì cả. Bao nhiêu lần nói không, nhưng mà con cái nó bảo là thôi mình cứ sang mình xin cha xứ, cha sang ra sức giàu cho ông, kẻo mất linh hồn. Khi sang chỉnh cha xứ bảo bây giờ ông còn sống, còn nghe được, ông còn nói được, mà ông lại bảo là không sức giàu thì tôi làm bình thường, làm như thế là bình thường, không được. Ý thích của kẻ sống và ý thích của kẻ chết, cho nên cái linh hồn nó phải ở trong cái tình trạng là cái người sống, cái người tốt lành. Đây thưa anh chị em, nhưng đến khi mà ông ta cấm khẩu rồi, chỉ có một điều là chưa chết thôi, nhưng mà cấm khẩu rồi thì gia đình sang chỉnh cha xứ và cha sang luôn. Đấy là cách xử lý rất đúng luật của cha xứ. Tức là bây giờ không biết ông này ông có sáng hối không, nhưng thôi cứ cho là ông có sáng hối thì cứ xin đầu cho ông ta. Đây thưa anh chị em, có những người nữa này không được những anh trộm lành ở trên thập giá đâu. Ông trộm lành bây giờ xong chót ông xin có đầu có đuôi, có sáng hối thật sự, ông không công chính cả đời, nhưng mà đến cuối cùng thì ông mới vẫn được ơn tha thứ đặc biệt của Chúa Giêsu. Đây thưa anh chị em, trong cuộc đời chúng ta đừng chờ đến lúc cao tuổi mới thế này mới thế kia, mà mỗi ngày chúng ta cố gắng sống công chính, từ các em cho đến giới trẻ và cho đến trung niên, cho đến các cụ già. Đừng ai nghĩ rằng bây giờ tôi còn bận kiểu việc quá, cho nên là tôi nhờ khất với Chúa, xong đến lúc già mới vội vã, thì nghe rằng cái vội vã ấy nó không lặp lại được cái cuộc đời của mình. Cho nên tốt nhất chúng ta sống công chính, sống công chính thì hạnh phúc cho chúng ta mà yên tâm phần dụng. Thế cái bài học thứ hai, ông Thánh Gioan nhìn thấy một cái biến tượng là cái người có phúc, phúc cho những người chết và chết ở trong Chúa. Thưa chị em, những người chết ở trong Chúa cũng thế, là cái người phải là sống cả một cuộc đời tốt đẹp, và khi chết thì ra đi trong bình an, không có lo sợ, không có luyến tiếc, và đi ra đi trong cái sự sám hối, rồi là được lãnh nhận cái bí tích sau hết của Chúa từ
ra đi trước đoàn con cái cháu chắt đông đúc cầu nguyện, rồi bà con trong giáo họ trong làng xóm đến viếng thăm. Nếu gần chết như chúng đã chết, đấy là chết trong Chúa. Thế rồi khi chết thì có thánh lễ an táng đàng hoàng, đấy là chết trong Chúa. Chúng ta phải thấy đấy là cái phúc người Công giáo chúng ta mà Chúa Giêsu khẳng định. Bây giờ ta đối chiếu với cuộc đời của chúng ta với cái lời của Chúa Giêsu thì chúng ta biết rằng mình có thể chết ở trong tình trạng nào, ở trong tay Chúa hay là ở ngoài. Có những người có thể cười như thế này nhưng mà vẫn thừa nhận rằng họ đã chết trong Chúa, sống cả một cuộc đời tốt đẹp làm ban hành giáo, nhưng đến lúc về thăm đến lúc về Tết đi về quê vợ lại bị cảm chết ở đấy. Thế là người ta khiêng về thì người ta đặt quan tài ở bản địa điểm, như thế là vẫn chết trong Chúa chứ chả mất mát cái gì hết, chỉ là một cơn bạo bệnh ra đi, nhưng mà ra đi trong tình trạng họ là một người con tốt lành thánh thiện của Chúa. Thế còn bài tin mừng thì thưa anh chị em là chính lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói là con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ cha ban cho con ở đấy với con. Dĩ nhiên Chúa Giêsu muốn làm chuyện, còn chúng ta có muốn hay không thì lại là chuyện khác. Còn ta suy đoán rằng những người Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu chúng ta giới hạn lại đó là những người được chịu phép rửa tội ở trong lòng Hội Thánh. Hội Thánh là một cái nhà của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, chúng ta là anh em với nhau. Thế thì những người ấy đó là theo nghĩa hiệp là Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu, như nói là những người tất tần tật mọi người trên thế gian này. Vậy Chúa muốn là một chuyện, còn nếu Chúa, nếu chúng ta có muốn đồng cảm với cái muốn của Chúa thì chúng ta yên tâm. Còn nếu chúng ta không muốn, như ông già mà chúng ta nói chuyện không có muốn đâu, cho đến giờ sau hết, chẳng như lúc bây giờ cha già sang đụng chạm vào trán ông ấy, đụng chạm vào tai ông ấy, đụng chạm vào thân thể ông ấy mà ông lại còn không muốn nữa thì coi như Chúa Giêsu chịu, Chúa Giêsu bó tay. Còn đến lúc bây giờ không nói được, nhưng ông biết cha già đang đứng trước mặt, cha già đang sức dầu cho mình, cha già con gái đang cầu nguyện cho mình và ông ấy sám hối như cái anh trộm lành trên thị thập giá, thì ông cũng thuộc cái dạng chết lành tốt đẹp. Thế thưa anh chị em, thế chúng ta là những người thuộc về Chúa, những người con cái của Hội Thánh, con cái của Thiên Chúa, thì những người ấy Chúa Giêsu bảo Chúa sẽ giữ gìn để cho nó khỏi bị mất. Nhưng chúng ta nhớ lời Thánh Augustino nói như này: khi dựng nên con thì Chúa không cần hỏi con đã có đồng hỏi, nhưng khi để cứu chuộc con thì Chúa phải hỏi con. Đấy, thưa anh chị em ở chỗ đấy, hàng ngày chúng ta đọc kinh, chúng ta cầu nguyện để được ơn cứu độ, rồi chúng ta sám hối sửa mình để sống tốt đẹp, thì chúng ta yên tâm với phần dỗ của mình. Còn nếu không thì không biết nào được nói được. Chúa Giêsu muốn nhưng mà người không làm hết được, người chỉ làm cái phần của người là chỉ chết để cứu độ, ban ơn cứu độ. Còn có đón nhận ơn cứu độ và có sống trong ơn thánh sủng, ơn cứu độ không thì là tùy ở nơi của người chúng ta. Thế thưa anh chị em, hôm nay cầu nguyện cho ông cố Francisco thì chúng ta ở làng Bảo Long đây tốt đẹp. Bảo Long là được trong giáo họ đông người nhưng mà đời sống đạo đức rất là tốt. Thế hiểu rằng ông cố là người công chính, hiểu rằng ông cố lúc chết cũng được cái phúc là chết ở trong Chúa, chết thế này là chết trong Chúa. Và rồi ông cố cũng thuộc cái đối tượng là Chúa Giêsu giữ gìn và ông không bị mất, không bị mất mình, không bị để cho linh hồn mình nó trong tay ma quỷ mà là trong tay Thiên Chúa. Có những lúc chắc chắn là có những đầy những lúc thiếu sót trong đời sống, cả khi biết cũng như khi không, thì hiểu rằng ông cố đã sám hối và đã nhiều lần lãnh nhận cái tích giải tội để sống trong tình trạng ân sủng của Chúa. Hôm nay ông cố ra đi, tôi xin thưa với gia đình cũng như mọi người, ta không có cái gì buồn hết, nhớ thì có nhớ, không có cái gì bị thương, cho nên trong lúc đó ta cố tổ thế tôi nghĩ được là đúng là nhớ thật. Người ở với ta 70, 80 năm, tại sao lại không nhớ? Mà lại là người cha, người chồng, người anh, người họ hàng, ai thể nhớ? Nhưng mà theo tôi nghĩ không phải thương, có được đau khổ là thương, có thương là thương cái vật dối. Thế thôi, và ta cầu nguyện là cầu nguyện. Trước tiên thì cũng cầu nguyện cho cũng được chúng ta thứ những cái lỗi lầm đã phạm ít nhiều trong đời sống, có thể sám hối rồi, có khi chưa, nhưng mà lòng nhân từ của Chúa
nhờ cái lời cầu nguyện của hội thánh thì được thứ tha những cái lỗi lầm đó. Sau đó là chúng ta cầu nguyện cho chính mình để chúng ta được can đảm vững vàng trước sự ra đi của người thân, và cầu nguyện cho chính mình biết noi gương những cái gì tốt đẹp của những người quá cố đã để lại cho chúng ta, và cầu nguyện cho chính mình sống trong cái xã hội này thì chúng ta vẫn cứ phải lên thánh. Lời mời gọi các con nên lên thánh thì có thế thôi, lên thánh trong mọi hoàn cảnh, trong là người nông dân, là người nghèo, là người giàu sang cũng phải lên thánh. Còn nếu mà không lên thánh từng ngày thì đến giờ sau hết không chừng là những người không phải là người công chính, và đến giờ sau hết rất khó được gọi là người được sống trong Chúa, là người được chết trong Chúa. Người chị em, ta cầu xin cho ông cố được hưởng lòng nhân từ của Chúa, và ông cố sẽ cầu cho chúng ta là con, là cháu, là anh em, bạn hữu, là người làm khi người đã được ở trên đất trời, và cầu xin Chúa cho chúng ta trung thành giữ đạo để mai sau chúng ta cũng được ở hạnh phúc nước trời, mặc dù không có ai về thông báo cho chúng ta tin tức gì, nhưng mà giữa là sách thánh chúng ta sống như lời sách thánh dạy, là chúng ta tin tưởng phần Chúa của mình. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, người đến để cứu chuộc chúng ta và ước ban nước trời cho những ai đi theo người trọn vẹn. Hôm nay cầu nguyện cho ông cố vừa qua đời, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn trung tín rao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta cầu được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời giao giảng của Hội Thánh người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con nghe lời. Chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn Phanxicô sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương đưa vào hồn phúc quê trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con nghe lời cầu. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn hiện diện được thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và ổn định mọi loài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con nghe lời. Lạy Chúa là Cha chí thánh, chúng con dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa đã thực hiện ơn cứu độ cho loài người và ước ban nước trời cho những kẻ tin tưởng về trong. Giờ đây xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con kêu cầu và ban sức mạnh và nâng đỡ con người yếu kém của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tôn hô rằng: cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức